con ở đây lắm. À, cho mẹ nào. Tùy lắm, mày đứng đây tùy lắm. Con giật tay em có thể con. Đi ăn cái này không? Đây là cô, chị đi hết. Ăn cả mấy thứ cho chơi luôn. Cho ta chơi cho con em xem phải gì nào. Cho chơi mấy thứ. Có cả cơ vua này. Cơ vua. Cái này cái gì? À, chơi ném thế này. Đi đến đây hay đi đến thẳng thôi cô. Con đang chơi bài rồi đây là đến nhiều chuyên làng ấy. Linh ơi đi đây này Linh ơi. Linh ơi, đây này Linh ơi. Đi được không? Ở đây must travel what will kìa. Thế nên chúng ta lại xem thử hôm nay luôn nhé. Linh ơi. Linh ơi, đừng có chơi con. Linh ơi, nè. Để cho em ăn được chưa? Em bắt đi. Đi. Mm-hmm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghê mệt rồi, bây giờ ra ngoài ăn kem. Ra ăn kem thì phát hiện là mù cầm lính á, không biết mất ở đâu ấy. Bây giờ phải vào tìm Ngọc Khi chơi thêm vài vòng nữa để về. Kem ở trong này đắt, ba mẹ con ba cái kem 102 cu à. Ngon không? Dạ. Dạ hả? Dạ mẹ, nhưng mà ăn của em nè con.